Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với mình. Hôm nay mình cũng có một ca khá là đặc biệt mọi người. Mọi người nhìn bé cháu Nhật dễ thương đúng không? Nhưng mà bé đang mắc phải một cái triệu chứng này mọi người đây. Gọi là thoát vị rốn nha mọi người. Có nghĩa là hai cái lớp cơ chỗ bụng này nó tách ra và cái ruột này mọi người, cái ruột nó xè xuống ha. Và cái này đấy, nếu mà mọi người để lâu nha, càng lâu sau này nó sẽ càng ngày càng to nè. Có con mình làm nó to bằng cái chén mọi người. Và cái trường hợp là nếu mà cứ để im như vậy á, nó rất là mất thẩm mỹ nha. Và sau này ruột nó dễ bị xe xuống, nó dễ bị gây viêm và nhiễm trùng, có thể gây tử vong của mọi người đó. Thì mọi người coi kênh mình chắc mọi người cũng biết được khá là nhiều cái bệnh, khá là nhiều triệu chứng và cũng có biết được khá là nhiều cách xử lý đúng không mọi người. Thì với cái trường hợp này bắt buộc mình phải mổ ra ha. Mình sẽ nạo đi cái bông chai đi và mình may lại thôi. Nó cũng chỉ là một cái tiểu phẫu đó mọi người nha. Mình làm trong thời gian chắc tầm khoảng 15 phút. Và cũng như mọi cái ca khác thôi mọi người. Nhịn ăn 6 tiếng nè ha, nhịn ăn nhịn uống 6 tiếng nè. Gây mê làm khỏi đây, khỏi có cái triệu chứng sốc. Nhịn ăn là dở đó mọi người, khỏi thức ăn nó khỏi trào lên trong lúc mình làm phẫu thuật. Và làm thì mình sẽ cho thở oxy bài bản để đảm bảo an toàn nhất cho các bé. Đó mọi người. Thì cái quy trình một ca gây mê ra sao thì ở những video trước thì mình cũng hay quay rồi đó. Đây, mọi người thấy nhóc dễ thương ha. Đấy. Đó, khá là hiền luôn mọi người. Và chắc còn chưa biết phải lên cái bàn mổ ở đâu. Nên là tranh thủ để mình quay cho mọi người xem. Đó, to mọi người ha. Bệnh ở chân cúc nha. Đấy, à, bệnh ở chân cúc chứ đâu có ở đâu. Đó, thì cái nhóc này 3 tháng rưỡi đó mọi người. Tâm sinh lý ổn định để phẫu thuật rồi đó. Bây giờ bắt đầu mình sẽ vô thuốc thôi. Vô thuốc bắt đầu mình sẽ cột và mình làm. Và khi nào mình làm xong mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Đấy. Đó. Rồi bắt đầu thôi mọi người. Ca mổ thành công rồi mọi người. Đây. Mọi người xem. Đó. Đẹp mọi người. Không thấy một dấu vết gì nữa nha. Đẹp luôn. Đây mọi người. Đó. Đó, mình may xong mình băng hết lại rồi. Đối với những ca mổ thì mọi người phải nhớ là kiêng bò, gà, hải sản cái buộc nha. Tại vì đó là những cái thứ mà gây sưng. Kiêng bò, gà, hải sản. Và gặp những cái ca mổ như thế này mình phải hậu phẫu từ 3 cho tới 5 ngày ha. Để cho vết thương lành hẳn, nhanh lành. Đó, chống nhiễm trùng nữa. Đó ha, mọi người làm xong mạch vẫn tỉnh queo luôn. Đó. Thôi, video mình cũng kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu mà mọi người có trường hợp giống bé này thì mọi người nên xử lý sớm nha. Đừng để cái lỗ thoát vị rốn ấy nó to lên nha. Mày rất là nhiều mối, mất công lắm ha. Tốn thời gian mà tội tụi nó nữa. Tại vì mọi người